xin báo cáo với các Quyền Linh và các Tường. Dạ. Tôi đến đây thích chương trình hay quá và vui quá. Và cũng mình muốn nhờ ông Tơ bà Nguyệt là kiếm cho một thêm một bà nữa. Rồi mời em ngồi. Mời bạn Nam. Rồi chúng ta hãy giới thiệu về nhau. À em giới thiệu trước. Dạ em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả. Chào bạn. Em tên là Thanh Mai, năm nay em 24 tuổi, hiện là giám sát viên tại khu vui chơi trẻ em. Quê mình ở đâu? Dạ, nói về quê hương thì nó hơi dài dòng đôi thôi. Ba em là người Hà Nam, mẹ em là người Hà Tĩnh và em sinh ra và lớn lên ở Rạch Giá, Kiên Giang. Hiện em làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Tự nhiên Hà Giang, Hà Tĩnh, mình tưởng đâu là ở Hà Nội, tự nhiên sao xuống tới Rạch Giá, Kiên Giang. Hai đầu nỗi nhớ. Dạ. Rồi mời bạn trai giới thiệu. Em tên là Văn Minh Tấn, năm nay 28 tuổi, là hướng dẫn viên du lịch của thành phố Hồ Chí Minh. Tên của em thì hợp lại chứ, thứ nhất là Văn Võ, Minh là thông minh, còn Tấn là tướng tú. Đó là kết hợp giữa ba cái đó là vào cái tên của em. Trời ơi, dữ. Văn Võ, thông minh, tướng tú. Ủa mà đó là cái tên thôi, rồi còn cái người của bạn có giống như cái tên không? Nó cũng được 80 đó chị, Cát Tường ơi. Vậy là quá tốt rồi. Dạ. Tự tin quá. Tự tin tốt em, kệ. Hai đối tượng giới thiệu đều sốc hết. Bạn đi làm du lịch được bao nhiêu năm rồi? Dạ năm nay là năm thứ 6 ạ. Đi nhiều như vậy không lẽ mình không tìm được đối tượng cho mình ạ? Dạ tại vì đôi khi mình đi làm quá nhiều đam mê công việc thì khi mà quay lại là bây giờ là mình đã 28 tuổi rồi. Nếu mà lấy vợ về thì mình ở đâu? Không có điều kiện thì mình sẽ mướn phòng trọ, còn có điều kiện thì mua chung cư. Đó, đó là tương lai bạn ấy đang hướng tới đây. Phấn đấu như bao lâu nữa thì mình có thể ở được chung cư? Dạ muốn từ từng sau cũng được, có gì đâu. Trời ghê vậy. Sốc nha. Dạ. Không mua trả góp. Như bao lâu nữa thì mình tiến tới hôn nhân được? Tuần sau cũng được. Dạ không, đó hơi gấp, mình làm không kịp. Em muốn hỏi là anh quan niệm thế nào về tình yêu, hôn nhân và gia đình? Có vợ thì phải lo cho vợ, có con thì phải lo cho con. Dạ em được biết là hướng dẫn viên du lịch tới thì đi rất là nhiều. Chắc cũng anh cũng đa tình dữ lắm phải không anh? Ai cũng nói thứ nhất là hướng dẫn viên du lịch, thứ hai nữa là tài xế. Có nhiều vợ, nhiều người bạn gái, nhưng thật sự ra khi mà lâm vào cái nghề của mình rồi mới biết được không bao giờ như vậy. Trời, cái nghề mà ông dùng từ lâm vào nghe thấy ghê. Nếu mà anh lấy vợ vậy thì có ở chung với ba mẹ không hay là ở riêng? Tất nhiên là phải ở rồi, tại vì gia đình chỉ có một mình anh thôi. Anh là con một? Không, với một đứa em gái nữa, như anh mà là con trai. À con trai một. Đúng rồi. Chắc con cưng dữ lắm ha. Không có cưng gì lắm, cũng vừa vừa thôi. Nãy giờ toàn em hỏi thôi mà anh không hỏi em gì hết trơn vậy? Anh cho em hỏi mà, em cho ưu tiên cho phụ nữ. Rồi giờ tới anh hỏi đi. Anh thì rất là đơn giản, không có gì phải hỏi hết. Ủa vậy là không muốn hỏi phải không? Không phải là không muốn hỏi nhưng mất mà... Mất cơ hội đáng chịu. Bạn trai bạn mong muốn một cái người phụ nữ đi suốt với mình cả một chặng đường dài là người như thế nào? Nấu ăn thì em thua. Rồi. Em thì phụ nữ biết nấu ăn. Dạ em thích nấu ăn. Không biết là có ngon hay không nhưng mà nói chung là nấu ăn cũng được. Vậy là được. Nói chung ăn là được rồi. Thứ hai nữa lo cho gia đình. Dễ nhìn chút là được rồi. Dễ nhìn là dễ nhìn sao? Có nghĩa là không xấu cũng không đẹp, trung bình. Chung chung quá khó quá. Trắng cao thì phải từ 1m55 là được rồi. Bạn không thích điều gì người phụ nữ? Tám nhiều quá. Tại vì em cũng nói nhiều quá rồi. Đúng rồi, em cũng sợ lắm. Tám nữa thì hai đứa tám sáng đi không ngủ. Bây giờ bạn muốn tìm ra mẫu người bạn trai là người như thế nào? Dạ, vui vẻ, hòa đồng, khéo léo trong cách cư xử với mọi người xung quanh. Bạn trai đó là con một, nếu bây giờ phải làm dâu thì bạn đồng ý không? Cũng không thành vấn đề, miễn sao anh khéo léo trong cách cư xử giữa nàng dâu và mẹ chồng là được. Bạn không thích điểm gì ở người bạn trai? Nhậu nhẹt, bê tha, bỏ bê gia đình. Chắc không có đâu. Này không. Chắc bỏ dạ, chị. Rồi đó. Có nhậu không bạn? Dạ cũng có, nói chung là xã giao là phải có, nhưng mà ý là đúng chừng mực rồi thôi. Nhưng cái bỏ bê gia đình đó, làm du lịch là phải bỏ bê gia đình đúng không? Dạ đúng rồi, đôi khi một tháng thì đi suốt luôn, đôi khi là chỉ có về thí dụ như 8 giờ về tới thành phố Hồ Chí Minh. Rồi trả khách xong về tới nhà là chỉ ở nhà được tiếng 2 tiếng đồng hồ. Đúng sau đó, rồi, đi rồi. Đây đi cái rồi. Này là hơi bị bỏ bê gia đình đó. Cũng thông cảm hiểu cho nhau được mà. Dạ đúng rồi chị Cát Tường. Đúng không? Dạ. Trời có đúng đồng tiền rồi đó ha. Không, giống chị á. Đúng rồi, mấy người có đúng đồng tiền là đẹp. À cũng dễ thương. Đúng rồi, dễ thương, có tật xấu gì không? Dạ không, em có tật xấu gì hết đó. Nhưng mà có phước điểm là khi mà đi làm về là phải nằm nghỉ ngơi từ 5 đến 10 phút, đừng ai quấy rầy. Vợ người ta ra người ta tiếp rước rồi người ta nói chuyện cả ngày, người ta cũng nhớ nhung, người ta tự nhiên không làm phiền là sao? Thì tới đó mới biết được chứ còn giờ em là cái tính em là phải như vậy. Chứ vợ ra đứng ở cửa ôm mà hung. Tại chuyện bây giờ em chưa có vợ nên có biết đâu. Thì tới hoàn cảnh đó em mới biết xử lý như thế nào. Dạ. Nói vậy chứ lúc đó khoái thấy mồ luôn chứ giặt xạo xạo để tôi hỏi cái coi. Cái tiêu chuẩn về ngoại hình sao? Đừng có bụng bự, đừng có bụng phại. Có gì đâu mà cười dữ vậy? Không có vậy. Ừ, hóp vô đâu có có. Dạ đúng rồi. Sao? Được. Dạ, dạ anh Nguyễn Linh.
lanh lắm, bên đây cũng lanh lắm, hai người cùng lanh nhau. Làm gì không thích bụng phệ, bụng bự? Bụng bự thì cũng được nhưng mà đừng có bự quá. Ví dụ như em ôm không hết vòng tay vậy chẳng hạn. Bạn bên đây đi suốt như vậy em chỉ có sợ về hai vợ chồng nhau rồi. Mạnh người nào nó đi rồi bỏ gia đình nhỏ ai lo không? Dạ có, tại vì em cũng hay tủi thân lắm, đi mà bỏ em là em hay khóc lắm. Thí dụ bây giờ lấy nhau về đó, mình có chịu hy sinh, ví dụ như chồng không chịu bỏ nghề, em có chịu hy sinh bỏ nghề không? Em là người rất là quan trọng gia đình, nhưng mà công việc của em thì cũng không thể bỏ. Đó là quan điểm, đó là cá dạ. tính. Nếu như bây giờ hai người cùng làm việc với nhau, đi bỏ gia đình để bỏ con vậy, cuối cùng ai sẽ là người hy sinh để bỏ công việc về với gia đình? Chắc em. Anh can đảm mà, đàn ông mà, hy sinh tí đâu có gì đâu. Lúc đó thì vợ mới thương mình nhiều hơn. Ủa rồi bạn có chịu lấy một người chồng mà ở nhà coi nội trợ bếp núc coi con để bạn đi làm không? Dạ không. Vậy chứ giờ sao? Nếu mà xếp giữa sự nghiệp, gia đình thì em muốn người đàn ông của em chọn sự nghiệp. Rồi em cũng chọn sự nghiệp, vậy ai lo gia đình? Đối với em thì gia đình cũng rất là quan trọng. Đừng bắt em bỏ công việc của em vậy là được. Vậy là mình phải cố gắng cả hai đúng không? Dạ. Chứ không ai bỏ công việc hết đúng không? Dạ chắc chắn. Rồi tốt. Hôm nay mình có đi với người thân không em? Dạ có, mẹ với ngoại với bạn của em. Dạ chào cô. Chào Quỳnh Linh, chào Cát Tường. Mai là người của gia đình, Mai nói thế thôi, nhưng mà công việc và gia đình thì Mai luôn sắp xếp hài hòa. Bạn trai bên này thì cũng xứng với Mai. Cô mong là hai đứa sẽ cho nhau một cơ hội để tìm hiểu nhau. Dạ cảm ơn cô. Dạ kế bên là ông ngoại đó hả cô? Dạ đi lên đây ủng hộ cháu ngoại. Đây là ông ngoại của cháu Mai. Dạ. Hôm nay được tham gia chương trình, lời đầu tiên là tôi có lời chào trân trọng với lời chúc khỏe tới Quyền Linh và Cát Tường. Dạ. Với tất cả nam thanh nữ tú trong chương trình hôm nay. Dạ. Trời ngoại minh mẫn quá. Tôi thấy chương trình hôm nay rất là hay, rất là tốt. Nhưng mà tôi có hơi buồn cái là thế này. Các bạn ở đây nam thanh nữ tú không phải là ế, mà phải nói là mãi công lo công chuyện, mãi lo làm ăn, mãi lo dàn trải. Thành thử có nhiều mối tình nhưng mà không đến được với nhau. Với người ta nói hậu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Hai người đối mặt với nhau đây rồi cuối cùng không đến được với nhau. Ví dụ như gặp vừa rồi. Bởi vậy cho nên theo ý tôi á, đừng nói ta ế mà người ta buồn. Ngày xưa quen nhau đó, yêu nhau đó ngoại, có dám công khai ngồi nói chuyện tình yêu giữa đám đông người này? Cái đó một lúc tôi sẽ nói đến. Thế bây giờ là tôi thấy thế này này, các bạn hôm nay rất là sướng. Ông tớ đàng hoàng, bà Nguyệt đàng hoàng. Được có cái hội trường hoành tráng thế này. Chứ hồi xưa tụi tôi á, đi chỗ này chỗ nọ nói năm câu ba điều chứ đó, rồi về mai mốt thì cứ cha mẹ bị đoán hàn, đoán nhiệt, đoán gần, đoán xa, nơi cặp này có này nó yêu nhau, kêu người ta đến gả đi. Chứ bây giờ hôm nay chúng tôi rất, các bạn rất là sướng. Và rất cảm ơn Quyền Linh và Cát Tường. Làm người chương trình rất là hữu ích. Và tới đây thì tôi cũng chẳng biết nói gì hơn. Cầu mong cái chương trình bàn hẹn hò hôm nay sẽ mỹ mãn thành công và các bạn đến với nhau bị mãi mãi bền vững. Dạ, cảm ơn ngoại. Cảm ơn nhiều. Ngoại. Chúc ngoại nhiều sức khỏe nha ngoại nha. Nếu mà dưới ngoại có bạn bè nào bằng trang lứa mình cũng cũng chưa có cặp đôi nào đó. Ngoại kêu liên hệ với con với Cát Tường nha. Xin báo cáo với Quỳnh Linh và Cát Tường. Dạ. Tôi đến đây thích chương trình hay quá và vui quá. Và cũng muốn nhờ ông Tơ bà Nguyệt là kiếm cho thêm một bà nữa. Ông ngoại nhiêu tuổi rồi? 80 hả? 80 rồi, con sẽ kiếm cho ngoại nha. Khoảng 70 được không? Cảm ơn ngoại rất nhiều. Này. Bạn trai, mình có đi với người thân không? Dạ có, chị em ạ. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Chào bạn. Em gái bên đây là rất là xinh. Nói chung là cũng hơi lanh, nhưng mà lanh thì mới trị được em của chị. Tại vì nó hơi lì, nó lì lắm. Chưa chết rồi. Rồi bị bạn chị bị chị bắn đứng rồi. Còn gì nữa rồi, không em? Ở quê á, không ai là cha mất sớm nên chỉ còn có một mình mẹ. Sau này mà nếu tiến xa hơn gặp gia đình á, thì mong muốn của ở nhà là muốn con dâu ở với mẹ để chăm sóc cho mẹ sớm chiều, nhà cửa thì rộng thênh thang nhưng ra trước ra sau chỉ có một mình thôi. Chị cũng mong muốn điều đó nhưng mà cũng mong là em với Tuấn là sẽ thành. Nó cũng lớn tuổi rồi, chị toàn nói nó là ế không à. Nói như ngoại đừng nói ế, chưa có cơ hội. Rồi cảm ơn các thành viên gia đình. Bây giờ thì các bạn sẽ có thời gian 2 phút trò chuyện với nhau. Kéo màn. Chào em. Anh chào anh. Quá là xinh đẹp, hơn là mức anh tưởng. Ủa anh tưởng tượng thì cỡ nào? Cho cỡ chị Cát Tường. Ý nói là hơn á. Rồi mình tính hẹn hò sao đây?
đám cưới tới làm sao, để mấy con tiền bạc tính làm sao? Tiền bạc thì chắc vợ giữ, còn con thì nếu mà con chung thì chia sẻ nhau. Chứ không lẽ con riêng? Để con trai gái gì đó mấy đứa thì bàn luôn đi. Dạ nếu chung là nhà em hơi vắng thì để anh chụp cũng được. Nuôi nổi không anh? Trời dư sức, nếu mà nuôi không nổi thì chia. Ví dụ như để anh chụp thì chia 5 đứa về ngoại, 5 đứa về nội. Trời gì giống như... Trời cái này là con anh đẻ ra anh phải nuôi chứ. Anh không có đẻ, em đẻ. Chưa gì bán trách nhiệm rồi. Chị nói đúng ghê luôn. Nói chung là anh nhìn em là anh cũng có cảm tình tí. Thì nói chung là được thì em hãy về đổi với anh. Đổi làm gì? Dạ thì về chung một mái nhà. Thôi hết thời gian. Để tay nút bấm đi bạn. Và chúng ta đưa ra quyết định. Quyết định thật với trái tim của mình nha. Bấm nút là một điều hết sức là thiêng liêng. Chứ tôi không thể nói chơi như nãy giờ được nha. Nào chuẩn bị. Một, hai, ba. Hết thời gian. Hết thời gian. À, lý do tại sao bạn nữ lại không bấm nút? Dạ em nghĩ là chắc anh sẽ không có thời gian quan tâm em. Còn em thì cần một người quan tâm nhiều hơn. Đúng. Nói gì nói với bạn trai ạ. Cho dù công việc thế nào đi nữa thì chúng ta cũng cần dành thời gian quan tâm đến một nửa yêu thương của mình. Tôi mong rằng các bạn sẽ sớm tìm được nửa yêu thương của mình. Bởi vì trai tài gái sắc mà, người nào cũng dễ thương cả. Thay mặt chương trình xin gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng Thảo Dược Relax. Dạ cảm ơn chị. Rồi cảm ơn chị. Mời các bạn. Hình như mở đầu nó không suôn sẻ, thành ra hai cặp hôm nay không đồng ý hẹn hò. Nhưng mà bây giờ biết làm sao bây giờ thì... Còn hơn là họ bấm nút hẹn hò nhưng mà họ không thực sự muốn. Như vậy món quà này thế nào? Bây giờ ví dụ anh trao cho em đi. 15 triệu đồng sẽ dành cho bạn nếu như bạn đồng ý cưới một người nào đó. Thì bây giờ phần quà này chúng ta sẽ trao lại cho cặp đôi nào đã từng tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò mà báo tin cho chương trình là chuẩn bị kết hôn sớm nhất sẽ được tặng ở phần quà. Đó chính là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng với các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm. Mời bạn Nam. Mời bạn nữ giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Lê Thị Khuyên và em năm nay 28 tuổi. Hiện tại em đang giảng dạy tại trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh. Em dạy về tài chính. Tài chính. Dạ. Quê mình ở đâu? Dạ, quê em ở Quảng Trị. Rồi, mời bạn nam giới thiệu. Em tên là Phương Đông, năm nay em 32 tuổi. Em hiện tại là nhân viên kinh doanh của công ty kỹ thuật tự động An Dương. Quê bạn ở đâu? Em là người gốc ở ngoài Bắc. Bây giờ... Hiện nay sống Thành phố Hồ Chí Minh hả? Dạ, em sống ở Thành phố. Với ai? Dạ em sống với lại ba mẹ. Một cô giáo dạy đại học rất là duyên dáng, tại sao mình chưa có bạn trai? Dạ trước đây em cũng có hỏi câu đó, nhưng mà sau khi em xem chương trình của mình á, em thấy là ế thì nó không phân biệt chiều cao, cân nặng, không phân biệt tuổi tác, ngành nghề, giới tính, cho nên thì ai cũng có thể ế. Thay vì em hỏi là tại sao ế thì em hỏi là làm sao mình hết ế. Cho nên là hôm nay em có mặt ở đây. Mình giới thiệu một chút về năng lực của mình, điểm mạnh, điểm yếu. Dạ, điểm mạnh của em là em lạc quan, vui vẻ, thích làm việc và em thích trải nghiệm. Sự đoản thì là hội họa, em vẽ rất là xấu. Còn nếu mà tật xấu thì em nghĩ là mình thất thường. Tức là có thể là sáng nắng, chiều mưa. Bạn có mối tình nào chưa? Dạ, nếu tính là mối tình thì em có một mối tình. Chia tay bao lâu rồi bạn? Dạ gần 2 năm. Rồi đó là cái tiểu sử trích ngang ngắn gọn của bạn gái. Còn bạn trai thì như thế nào? Điểm mạnh và điểm yếu của bạn? Tính của em thì rất là hòa đồng mà cũng vui vẻ, cũng thích hài hước. Điểm yếu là gì? Có đôi khi thì cũng làm biến. Làm biến. Anh đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ nếu mà mối tình song phương thì chưa có. Chưa có luôn. Mối tình đơn phương thì... Đơn phương thì có hai mối tình đơn phương. Vậy thì mình sẽ tìm đối tượng như thế nào đây? Dạ em cũng rất là dễ tính. Chủ yếu bạn ấy hiền là được. Hiền thôi hả? Đơn giản vậy thôi hả bạn? Dạ cái hiền là được. Có một số cái nhỏ nhặt khác nhưng mà không sao. Thử kể luôn đi, thử xem thế nào. Dạ ví dụ như là thích nấu ăn ạ. Thích đi du lịch. Con người nên vui vẻ. Những cái tiêu chuẩn anh đưa ra thì em nghĩ là em được bao nhiêu phần trăm? Em có hiền không?
Dạ, mọi người nói em hiền. Biết nấu ăn không? Em biết nấu ăn. Vậy là được rồi. Anh có nhiêu đó yêu cầu à? Dạ, dạ, bạn Kha, bạn thích mẫu người lý tưởng là người như thế nào? Thứ nhất là phải có chất đàn ông. 32 tuổi chưa có bạn gái đó, tôi không biết có đàn ông hay không. Chút qua coi mới biết được. Dạ, hiếu thuận, kiếm được tiền nhiều hơn vợ. Có một ước mơ hoài bão để mà mình luôn mình cố gắng. Rồi còn điều gì nữa không? Em thích những người đàn ông nhân hậu, thích giúp đỡ người khác và đặc biệt là yêu trẻ con. Bạn trai, với những tiêu chuẩn bạn gái vừa đưa ra thì bạn nghĩ như thế nào? Em thấy thì cái điều cuối cùng là chắc rồi. Yêu trẻ con á hả? Dạ, em thì rất là thích con đít á. Và em cũng dụ được con đít khá tốt. Dụ con gái được không? Dạ, con đít thì con gái, con trai em dụ được hết. Dụ con gái lớn được không? Dụ được thì không ngồi đây anh. Bây giờ thế này thì hai người thể hiện tài lẻ về mình chút xíu đi. Bạn trai có gì cho nó sớm tụ lên xíu không? Dạ em thì thích rock nhưng mà sợ mọi người ở đây thì nếu mà mạnh quá thì khó nghe. Không sao, không sao, càng mạnh càng tốt. Ở đây thích mạnh lắm. Trong đây phòng này kích động lắm. Vỗ tay quý vị. Đứng lên, nào, rock. Hoàng quả vô nha. Em cười thứ tha, gõ lên cánh cửa nhỏ, đánh thức ước muốn từng ngủ quên. Gọi tên tôi, thoát xa cơn mê này, chênh vênh bờ đến sau bao gọi mời. Em kề vai tôi ngồi bên thềm, bỏ lại đằng sau những khúc quanh co và cam dô để quay về. Ở đó có tôi với em, này đây tiếng gọi rất quen. Thôi ngọn lửa bùng cho mắt thêm sâu, hẹn ước ngày tháng em đêm. Dạ xin hết. Trời ơi trời. Này rock không nổi rồi. Này do rock nhưng mà rock mía. Ăn nước. Em hát một bài lại cho chị nghe cho nó xôn lên xíu ơi. Bạn kia làm bể quá. Dạ thì em sẽ hát bài Em Muốn Sống Bên Anh Trọn Đời. Rồi. Em muốn sống bên anh trọn đời, như núi chiêu phong đứng bên mặt trời, để ngày ngày mặt trời say mê gọi núi. Em muốn sống bên anh trọn đời, như áng mây khát khao bầu trời của em, tình yêu của em. Mùa xuân ơi. Wow. Hay đấy, cô gái nhất hát là phải là véo von, véo rất nhẹ. Chào em. Chào Quang Hiền nha. Nghe giọng hát của em rất là hay, rất là xinh đẹp, giỏi nữa. Vậy thì tất cả hình như nó gần như hoàn thiện rồi. Em có yêu cầu gì bên đàn trai bên đây không? Dạ không. Không có đúng không? Dạ. Có yêu cầu có nhà cửa dở luôn không? À, có nhà tốt ạ. Được. Vậy là em trai yên tâm rồi ha. Bạn không thích điểm gì ở người đàn ông? Dạ em không thích đàn ông lười biếng, phải biết chơi thể thao. Mẫu người lý tưởng của em là ai em? Dạ MC Phan Anh. Phan Anh hả? Khó à. Đây chắc Phan ngang quá. Có chơi môn thể thao nào không anh? Dạ có. Bạn lười biếng là lười biếng cỡ nào? Dạ nhiều khi Mấy ngày không có. Ngày nào cũng nấu. Em nói chung cũng biết chăm sóc bản thân đó. Cũng sạch sẽ chứ không có ở dơ. Chứ lười biếng cái gì? Lười biếng là nhiều khi nằm ăn ngủ cả ngày, cứ ăn mới ngủ không. Lâu lâu mới làm biếng. Bây giờ nó có cái này nè bạn. Dạ. Ở bên kia bạn gái đó cần người đàn ông phải thu nhập cao bằng ấy. Dạ. Vậy thì mình có một cái hướng phát triển tương lai nào đó. Em muốn làm gì đó cho riêng em không? Em thì rất là thích làm kinh doanh. Cái môi trường hiện tại của em thì khá là tốt. Em thấy là có thể phát triển được. Giám đốc cũng muốn ngỏ ý là muốn cổ phần là tham gia vào với công ty. Đó. Thì đó cũng là một kế hoạch kinh doanh đó bạn. Kinh doanh đó. Hôm nay bạn nữ mình có đi với người thân không? Dạ, em đi với em trai với em. Dạ. Rồi, chào hai em. Dạ, em xin chào anh Linh, chào chị Tường ạ. Rồi, chào em. Anh ở đây ạ. Thì em có thể nhận xét về chị gái của em là ngoài hình thì có vẻ là hơi nhỏ nhắn một tí, nhưng mà bên trong chị là khá là bản lĩnh. Thì nhận xét về cái anh bên này á, thì em về cái tính cách hay là cái ngoại hình á thì em không dám đánh giá. Nhưng mà em có một nhận xét đó là khá là vui và là thú vị. Rồi, cảm ơn em. Rồi, cảm ơn em trai. Rồi bạn trai có đi với ai không? Dạ, hôm nay thì em đi với hai người bạn của em là cũng học chung đại học từ năm 2002 đến giờ chơi với nhau.
Rồi, rồi chào Đông, chào hai em. Cô gái bên kia thế nào? Em chào anh Linh, chào chị Cát Tường. Với những gì bạn thể hiện ở đây á, thì em có hai cái đánh giá là thứ nhất á, bạn duyên dáng và thứ hai là có chiều sâu. Còn về bạn em á, tóm gọn lại một câu là đơn giản, vui vẻ. Rồi, cảm ơn bạn. Nếu như mà hai bạn mà có cơ hội, hai anh sẵn sàng làm cái nguồn cung cấp và thông tin rõ nét và chính xác nhất về bạn của anh cho em. Trời ơi, có đồng minh, có đồng minh. Thôi bây giờ mình kéo màn lên cho hai bạn gặp mặt. Ta có 2 phút, 2 phút bắt đầu. Thì hôm nay gặp mặt thì anh cũng có món quà tặng. Em cảm ơn anh. Là con trai thì chắc nên nói trước những cái điều mà anh muốn hỏi hay muốn biết về em thì nó nhiều lắm. Sợ thời lượng chương trình chắc không đủ. Thì thôi em có hỏi hay đánh giá gì về anh thì em nói trước nha. Trong cuộc sống á, anh có thứ gì mà thích vô điều kiện không? Chắc con nít. Con nít. Ngoài ra có gì nữa không? Bây giờ cũng chưa nghĩ ra. Đối với anh á, thì bạn gái và sau này là vợ á, thì anh sẽ xếp thứ mấy trong những cái điều mà ưu tiên trong cuộc sống của anh? Anh thì theo quan điểm thế này, bây giờ nếu mà em hỏi anh á là bên vợ hay là bên mẹ, mẹ là mẹ anh, thì anh á là có vợ thì bên vợ, có mẹ thì bên mẹ, có cả hai người cùng lúc thì anh im lặng. Dạ. Anh hỏi em. Em hết rồi. Em là giáo viên. Dạ, em là giáo viên. Giảng viên của đại học. Dạ. Vậy là em là thạc sĩ rồi. Dạ đúng rồi. Thế thì em học cao anh anh. Bây giờ bạn cảm thấy là bạn phấn khích, bạn yêu quý, bạn nể phục hay bạn cảm thấy lo sợ, mất tự tin rồi dạ, rút lui? Không có lo sợ. Dạ mình phải nói cái thì đâu có gì lo sợ. Mạnh mẽ lên. Dù em học cao hơn anh nhưng anh chắc chắn lương sẽ nhiều hơn em. Về cái chuyện mà em nói lương đàn ông phải nhiều hơn phụ nữ á, thì nói thật ra là về cái công việc hiện tại á, thì anh cũng có hướng phát triển rất là tốt. Sau này là sẽ chăm lo cho gia đình. Bạn gái cảm nhận về bạn trai thế nào? Mình có thấy chút tình cảm gì nó nhen nhóm không? Em cảm thấy anh là một người chân thành, anh vui tính và anh là một con người đơn giản. Em cũng thích một người đàn ông mà suy nghĩ đơn giản. Nhưng cảm nhận của em về anh thì em muốn là một người bạn hoặc là một người anh hơn là một người bạn đồng hành. Dạ. Cảm ơn em. Rồi, hết thời gian. Dạ. Rồi, mời bạn đặt tay lên nút. Chúng ta suy nghĩ cho kỹ điều kiện gặp nhau, cơ hội gặp nhau và cơ hội để chúng ta bấm nút tìm hiểu nhau nhiều hơn. Bắt đầu. 1 2 3. Hết thời gian. Tôi rất là quý bạn. Khi mà tất cả những gì diễn ra, bạn vẫn bấm nút, có chứng kiến, nói lên suy nghĩ của mình. Rất tốt. Bạn gái thì cũng rất rõ rồi ha. Có thể là nó cũng chưa có duyên với nhau, chưa hợp với nhau. Chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để tìm cho mình một nửa yêu thương trong chương trình Bạn Muốn Hò ở câu lạc bộ. Chúng tôi sẽ offline để các bạn gặp nhau, có thể có những cái tình yêu chéo. Và khán giả xem truyền hình ơi, biết đâu một trong hai bạn là đối tượng của mình thì sao? Hãy chọn cho mình một đối tượng, một nửa trái tim quý vị nha. Đây xin gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relate. Chúng ta sẽ là bạn với nhau. Đúng biết rồi. Đâu đó chúng ta sẽ giúp đỡ được nhau, hỗ trợ được nhau rất nhiều trong cuộc sống. Chúc hai bạn sớm tìm được hạnh phúc của mình. Rồi, chúc hai bạn sẽ thành